Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá. Hôm nay mình lại quay cho lên một sản phẩm để xem có mọi người có ai ưng không, còn nguyên hộp luôn. Đấy, đây là một em bình đồng mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Bình này là bình đồng nhá mọi người nhá. Này, họa tiết đây là khắc độ khắc chìm luôn. Sao bình đồng này lạ thế? Thế nó mới là đẹp. Anh búng thử nào. Bình đồng thử rồi. Trông như kiểu gỗ. Bình đồng nhá mọi người nhá. Ở giấy nó ghi là bình đồng. Ở đây cho mọi người xem đít là biết luôn là đồng. Đây mọi người, chỗ này nó vàng. Thực ra mọi người cứ yên tâm, mình báo đồng là đồng luôn. Có chuyện nhá mọi người nhá. Đây bình đồng này có chuyện luôn. Đây. Có chuyện ở đáy bình mọi người nhá. Bình này bình đồng. Mình lạ nhỉ. Mình này chẳng lạ. Lạ nhưng mà bình đồng, hỏi rồi, hỏi nhân viên nó bảo là bình đồng. Cái mặt chiều rộng này của nó là 18 mọi người nhé. Miệng của nó là 8,5. Chiều cao của nó là 27 mọi người nhé. Chiều cao 27. Bình rất là đẹp luôn, gần như là mới luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Bình này thì để thì trưng thì quá tuyệt vời luôn mọi người. Mọi người ai mà muốn mua cái bình này thì cứ liên hệ với mình qua Zalo. Số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ liên hệ với mình. Mọi người nếu mà ai mà không tin tưởng này, nếu mà ví dụ về mà phát hiện ra mà bình này mà ai bảo là không phải đồng, mình sẽ sẵn sàng mình nhập lại của các bạn luôn, mình trả lại tiền. Các bạn cứ yên tâm là mà 100% là đồng luôn. Đây mọi người xem này, cái vết cắt của cái đồng này. Đây. Vết cắt của đồng đây. Đây, em quay vào cái bên trong này này. Đấy. Đây. Vết cắt. Con nguyên vết họ đục xong họ cắt ở đây, con ba vía họ mài đi. Còn đây cái vết đồng đây. Hôm nay mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi, lấy cả 5 châm để kiểm tra rồi. Bây giờ mọi người đợi mình một chút, em quay qua để anh lấy cục 500 anh. Đây nhá mọi người, mình thử cho mọi người xem nhá. Đây là cái sắt đây đúng không? Đây là cái đầu thước này là sắt nhá. À, đấy nó dính vào đây này mọi người. Nhưng mà đây rồi con luôn. Đấy. Các bạn cứ yên tâm 100% là đồng luôn nhá. Ôi mình xin phép mình chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ai mà muốn mua cái bình đồng này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhá mọi người nhá. Thông tin liên hệ mình để ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn vào Zalo của mình là số điện thoại 0962 949 668 mọi người nhá. Mình sẽ gửi cái này về cho các bạn. Các bạn nếu mà đặt hàng của mình thì khoảng 2 tuần về đến Việt Nam mọi người nhá. Ôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người.